Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng Thanh Lý tiếp cho anh em bộ thớt công suất Pioneer. Bộ thớt công suất này nó liền cả equalizer, anh em có thể chỉnh âm sắc rất là hay luôn anh em nhé. Bộ thớt rất là đẹp. Đẹp leng keng như mới luôn. Mặt kính rất là đẹp, bóng bẩy anh em nhé. Cái phần cassette này không test đâu anh em nhé. Cassette này thì thường là lâu rồi, hai mấy năm thì kiểu gì dây gu doa nó bằng cao su kiểu gì nó cũng mục rồi, nên là anh em nếu mà sử dụng để về anh em tự xử lý phần bằng cassette nhé. Em không có bán đồ cassette, em không có test, không xử lý đâu, mất thời gian lắm. Em thanh lý cho anh em bộ công suất là về em cắm điện thoại máy tính tivi để mình sử dụng thôi nhé. Em vừa đánh cho anh em là cặp bass 27 này. Đấy, đánh khá là khỏe, chung là hay đẹp anh em nhé, rất là đẹp luôn. Máy móc nó sạch. Đấy, cái thớt radio này là em tặng thêm cho anh em nhé. Anh em thích thì lấy nhé, không lấy thì thôi. Để nguyên như thế này cho nó gọn cũng được này, gọn đẹp này. Đấy, anh em thích lấy thêm cái thớt radio này để bày biện thì lấy nhé. Em cho em gửi thêm cho anh em nhé. Tại vì cái thớt radio này nó sử dụng cáp để nó truyền con dưới nhưng mà nó không có cáp, nên là gần như nó không có tác dụng để sử dụng, hiện tại chỉ có tác dụng để bày biện thôi. Đây, để phía sau của nó đây anh em nhé. Để em cắm điện thoại vào cái đường CD đằng trước này. Đấy, đường CD này. Đấy. Ngoài ra là nó vẫn có cả đường out đây, đường bên cạnh nó là đường out đây. Để anh em cắm tín hiệu sang thiết bị khác anh em nhé. Đây, đừng đừng vào vào đường CD này. Khi mình vào đường đấy ấy, thì đằng trước này, trước mình bấm nút function này. Đấy, nút function này nó sẽ vào các cái đường như ý của mình nhé. Đấy, mình để đường nào mình bấm function về đường đấy. Rất là sạch đẹp anh em nhé. Đây, máy móc rất là sạch đẹp, trơn tru cho anh em nhé. Đây, tổng quan nó rất là đẹp anh em nhé, không có hoen gì cả, máy bãi này rất là đẹp luôn, sản xuất tại Nhật. Đây, hàng Nhật nó sử dụng điện 100V anh em nhé. AC 100V này. Em nhìn này, AC 100V này. Công suất tiêu thụ của nó là 80W anh em nhé. Anh em nghe nhạc thì anh em ghép những cái đôi bass 25-30 của Nhật chơi được hết anh em nhé. Đây, đây là hai cầu loa của nó đây. Một cầu loa ở đây anh em nhé. Con này đánh loa là từ 6 ohm đến 16 ohm anh em nhé. Anh em liệu ghép cho phù hợp nhé. Dây nguồn của nó dây nguồn zin đi theo máy luôn. Dây nguồn zin này của nó dài khoảng 1,5 m 1,6 m gì đấy anh em nhé. Đây, Pioneer này. Đấy, rất là ngon luôn, sạch đẹp. Dây nguồn zin đi theo luôn anh em nhé. Đấy. Anh em cắm điện thoại máy tính sử dụng rất là ngon nhé. Một con máy rất là ngon cho anh em.